Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay cường.longmobi.com sẽ tiến hành unbox cái sản phẩm âm ly tích hợp DAC nóc sâu mới S30D. Thì đây là cái sản phẩm mà rất là hữu ích nha anh em nhé. Đó dành cho những người mà không có thời gian nhiều để setup một hệ thống audio cơ bản để nghe nhạc. Thì cái âm ly mới S30D này nó tiện ích ở chỗ đó là nó chơi nhạc tất cả trong một luôn. Nghĩa là bạn có thể cắm USB vào cũng có thể chơi được nhạc, hoặc là bật nhạc từ điện thoại, bắn Bluetooth sang nó cũng có thể phát nhạc. Nó và bản chất nó là một âm ly nhưng mà tích hợp thêm được một cái DAC bên trong để giải mã nhạc nữa. Thì đây là sản phẩm dành cho những người mà không có nhiều thời gian. Thì không nói nhiều nữa thì mình sẽ tiến hành review cái sản phẩm âm ly tích hợp DAC MS30D nhé. Anh em lưu ý nhé là trên thị trường có rất nhiều người sử dụng thiết kế của âm ly dạng này, nhưng mà Nóp Sâu là một cái hãng thương hiệu nội địa ở Trung Quốc là đưa ra đầu tiên, và các hãng khác chỉ là bắt chước theo thôi. Nhưng anh em nhìn thấy cái đóng hộp của nó đây, hộp rất nặng nhé, 6 cân đó, mà đóng rất là chắc chắn anh em này. Mã số mã vạch đầy đủ, anh em lưu ý nhé là hàng mã số mã vạch đầy đủ và xuất xứ là hàng nội địa của Trung Quốc đó. Thì mình sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm cho anh em xem trong này có cái gì. Anh em là trên thị trường có rất nhiều cái nó nhái nhé, theo đúng kiểu cảo giá này luôn, giá thành rẻ hơn nhưng mà đây mới là thiết kế gốc đó. Thì mình sẽ tiến hành mở hộp cho anh em xem. Nóp Sâu là một thương hiệu nội địa rất nổi tiếng của Trung Quốc, chẳng qua ở Việt Nam mình nó không bán nhiều nên là người ta không biết thôi đó. Anh em này nhìn này, đóng gói rất chắc chắn nhé, đảm bảo đi xa không bao giờ bị móp méo luôn đó. Nhìn này, xốp rất dày chắc chắn đấy, hàng chất lượng người ta thường đóng gói nhỉ. Đây chúng ta có phụ kiện đi kèm đơn giản đấy, có một cái dây AV đó và sách hướng dẫn sử dụng, dây AV và sách hướng dẫn sử dụng nha anh em nhé. Đây phụ kiện đi kèm chỉ duy nhất như này thôi. Đây là chúng ta xem này, đây anh em nhìn nhá, đóng gói rất là đơn giản như này đó. Anh em thấy đoạn này nó hơi xước xước phải không? Thực ra nó là giấy bóng kính ấy, nó giấy bóng kính không phải xước đâu. Anh em nhìn sơ qua những cái hình ảnh ban đầu nhé, đó. Đây có 4 bóng bên trong này. Ok, mình sẽ bỏ vỏ hộp sang bên. Vỏ hộp nó đóng rất là chắc chắn và dày dặn, đảm bảo đi xa là không bao giờ bị xước luôn. Đó. Thế anh em nhìn, để mình quay camera gần hơn để giới thiệu rõ hơn về cái DAC MS30D này. Đây anh em nhìn nhá, mình sẽ cắm thử điện lên cho anh em xem. Đây mới là cái video giới thiệu sơ lược về cái MS30D này. Ok. Đó. Thế anh em nhìn nhá, là bên đây là mặt chính của sản phẩm này. Thì bên tay trái chúng ta có một nút power đây, có cả đèn bên sau nữa. Dưới nút power chúng ta có một cái cổng USB để cắm USB trực tiếp nhạc vào đây. USB này là cái này là âm ly tích hợp DAC nhá, nó giải mã được nhạc FLAC, nhạc chất lượng cao ấy, và nhạc MP3. WMV cũng giải quyết luôn. Đây, bên cạnh nó là một nút headphone để nghe nhạc từ tai nghe. Đây là nút play stop, tua đi tua lại này. Đây là chỉnh treble này, chỉnh bass này, và một cái đèn VU thiết kế rất là đẹp luôn. Đây là công tắc chọn đầu vào nha anh em nhé. Trên cùng là đầu vào CD này, ở giữa là Bluetooth hoặc là USB này, cuối cùng là DVD này, nó ở đằng sau, cổng đằng sau. Thì cái Bluetooth và USB này thì là nếu anh em gạt như này nhé, là chỉ sử dụng được một trong hai chức năng thôi. Nếu mà cắm USB thì là thôi Bluetooth, mà đã bật Bluetooth thì là thôi USB, phải rút USB ra. Đó. Bên này là chúng ta có một cái núm volume. Đó. Đó, ok. Thì tầng trên của chúng ta có 4 cái đèn nhé, 1, 2, 3, 4 này. Nhớ anh em không biết gì về cái âm ly này, cứ bảo 4 cái đèn này là 4 cái đèn cho có để trang trí. Nhưng mà không phải đâu. Rút một trong 4 cái đèn này ra thì đều là không kêu. Nếu mà rút một cái đèn bên này này thì vế phải có như mất. Rút một trong 2 cái đèn này là vế phải mất. Rút một trong 2 cái đèn này là vế trái mất. Đó. Nhớ anh em nó cứ kỳ thị đồ Trung Quốc thôi, xong bảo là 4 cái đèn chỉ trang trí không có tác dụng gì cả, nhưng thực sự đấy là những người mà kém hiểu biết, chưa sử dụng bao giờ nên là người ta phán bừa ấy. Đó, phán bừa. Chút nữa mình sẽ có một video riêng mở hộp, mở cái đắp này ra và rút từng bóng đèn ra cho anh em xem. Đó, thì
Đây phía bên cạnh trái. Để đây cho mình. Phía bên cạnh trái này chúng ta có đây, cái này là ốp. Nó cũng bằng nhựa thôi, ốp nhựa thôi, không có gì cả. Đó. Đây, phía bên cạnh phải. Cũng không có gì cả. Anh em nhìn được không? Đó, thì đây nhá là khu vực đằng sau, mình sẽ quay đằng sau cho anh em xem. Đó, anh em nhìn được không? Đây là khu vực đằng sau của cái MS30D nhé. Cái chỗ này là chỗ phát Bluetooth này, anten Bluetooth của nó. Đây là cổng vào DVD, cổng vào CD. Đây là bốn chân cắm loa. Đó, chân cắm loa loại cao cấp nhé, chứ không phải loại đỏ đen bình thường. Đó, rất là cao cấp, anh em nhìn đúng không? Đó, chỉ có trên các loại âm ly cao cấp thì mới có cái chân cắm loa này. Đây là cầu chì tự ngắt. Đó, đây là nguồn điện dùng 220V 50Hz. Đó. Đó, anh em nhìn này, rất là tuyệt đúng không? Nó ghi model MS30D này, công suất tiêu thụ là 100W này. Đầu ra âm thanh là 25W nhân 25W. Đó, mỗi kênh được 25W. Thì mình đã thử kết hợp cái âm ly MS30D này thì nó thật sự là phù hợp với những loa Buxell bass tầm 20 đổ xuống. Là nó rất là ra âm thanh rất là hay. Đó. Thì mình chỉ nhấn mạnh em nhé là sản phẩm này dành riêng cho những người mà thích chơi nhạc một cách nhẹ nhàng, đơn giản, không cầu kỳ. Chơi nhạc từ Bluetooth này, có biểu tượng Bluetooth này, và chơi nhạc từ USB. Đó, thì khách hàng của mình ấy, thì mình bán cái này được 3-4 năm rồi. Khách hàng của mình thì rất là nhiều người mua, toàn những người là có điều kiện rồi thôi. Thì người ta mua thêm cái này để nghe trong phòng ngủ. Đấy, thì mình từ khi bán này mình chưa gặp một trường hợp nào phản hồi là không hay. Cam kết bạn luôn, mình chưa nhận được một cái phản hồi nào mà không hay cả. Đó, tại vì là như này này bạn nhé, mình bán với giá 3,5 triệu mà bao cả ship. Đó, một số người mình nghĩ là không hiểu biết ấy, người ta nói như này này, mình người ta bảo là 3,5 triệu thì làm sao mà hay được, và xong rồi lại 3,5 triệu hàng tàu mà đắt thế á. Mình chỉ hỏi họ một câu là em đưa cho anh 3,5 triệu, anh có lắp được một cái âm ly đèn đầy đủ chức năng và kiểu dáng đẹp này không? Họ câm họng luôn. Đó, anh em lưu ý nhá, anh em nếu mà anh em nào mà có đủ bản lĩnh ấy mà đảm bảo được làm đẹp như này, làm đẹp như này nhá, đầy đủ chức năng như này nhá, mà giá thành thấp hơn 3,5 triệu, tại vì 3,5 triệu mình bao cả ship à, thì lập tức liên hệ ngay với mình, liên hệ ngay nhá anh em nhá, liên hệ ngay với mình để mình nhập số lượng để bán cho anh em ở trong lãnh thổ Việt Nam luôn. Đó, mình lưu ý anh em là nhá, anh em nào làm được cái âm ly tích hợp DAC này đầy đủ chức năng đẹp, kiểu dáng đẹp như này, giá thấp hơn 3,5 triệu thì liên hệ ngay với mình nhập số lượng lớn luôn để bán cho anh em trong hội audio Việt Nam luôn. Đó, còn nếu mà anh em nào mà cảm thấy là làm được đắt hơn, làm được lo hay hơn mà đắt hơn thì cũng liên hệ với mình, thì để mình liên hệ mình xem mình có bán được dùm anh em không. Còn nếu mà anh em nào mà xem video này mà cảm thấy nó không đúng hay là như nào thì comment góp ý lại bên dưới. Đó, nhưng mình chỉ muốn nhấn mạnh với anh em một điều thôi, với cái giá 3,5 triệu bao cả ship thì mình tin chắc là trên lãnh thổ Việt Nam không có một sản phẩm nào tương đương luôn. Đó, và anh em lưu ý nhá, đây là sản phẩm Lobsow model MS30D. Đây là một thiết kế gốc, và thương hiệu Lobsow là thương hiệu rất nổi tiếng của Trung Quốc. Tất cả các âm ly khác giá thấp hơn không phải của Lobsow mà kiểu giá như này đều là nhái của Lobsow hết. Đây là thiết kế gốc. Đó, thì mình chia sẻ với anh em đơn giản thế thôi. Thì mình sẽ có một cái video test nhanh âm ly này cho anh em xem, và sẽ tháo luôn cả đèn xem nó có hoạt động không. Mà nhiều anh em lại, nhiều người comment ác ý là bảo là đèn chỉ để trang trí. Đó, thì ok, thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình, và mình xin dừng video ở đây. Thì anh em nào có thắc mắc gì hay là góp ý gì thì cứ comment lại bên dưới nhé, mình rất sẵn sàng để giải đáp ấy. Đó, và khi mua hàng thì nhớ liên hệ cửa hàng của mình. Xin cảm ơn.